Nồi cháo lòng miền Tây bự chản, Ê hề túp binh Cả nhà ăn no căng bụng luôn á mấy chị ơi Lâu lắm rồi á cả nhà em á Mới ăn lại nồi cháo lòng miền Tây luôn đó mấy chị Mà ta nói Mua nguyên bộ lòng này á Gần 400 cành á Xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn á mấy chị Chỗ này á em cũng hay mua Nên á nguyên liệu tươi rối mỗi ngày luôn á mấy chị Nào là gan nè Tim, phổi Rồi á ruột già, ruột non Có cả lá lách nữa Huyết nữa Chị đó còn cho thêm á thịt xay Còn mỡ nữa chứ Một thùng ê hề luôn đó mấy chị Em rửa sạch sẽ Rồi đem trụng nước sôi nè Em cho một củ gừng đập dập Với lại á nửa củ hành nè Để khử mùi hôi nha Rồi á em đem đi rửa sạch lại Sau đó thì em bắt cái nồi nước mới Em cho tắc gãi vào nấu nè Em nấu á mỗi thứ có một nửa hà Mà thôi á một nồi chà bá luôn nè mấy chị. Quay tới quay lui á thì cái nồi cháo em á nó cũng sắp chín rồi nè. Em cho vô đây nè, ba muỗng đường, rồi á hai muỗng bột ngọt, với lại á hai muỗng hạt nêm, thêm á một ít nước mắm nữa. Em nấu á, khoảng 5 phút á thì em vớt ruột ra, còn gan á thì em cho vào á, thao nước lạnh á để không có bị đen nha mấy chị. Nói nấu một nửa vậy á mà vớt ra một thao thịt luôn nè mấy chị. Vớt xong á thì em bỏ gạo gan vào nấu còn cái này á là người ta cho thịt xay nè em trộn gia vị á rồi em dắt từng cục bỏ vào luôn để cho cái nồi cháo á nó được ngon á ở quê của em á muốn ăn cháo mà đầy đủ gia vị như thế này á là phải đi sớm nha mới có được cái tô cháo đầy đủ như này á chứ đi trễ á là không còn đâu nghe sẵn tay á nhỏ em em á nói thôi làm bánh quẩy á giòn giòn ăn chung á với cháo lòng cho ngon vậy á là bả nắng bột nè làm á bánh quẩy luôn nè mấy chị được cái á, bà chịu khó học trên mạng Nên nó cũng tập làm được á, nhiều món lắm á mấy chị Em á, thì không có khéo tay bằng bà đâu Quay qua thì nồi cháo em nó nhừ rồi nè Em cho quyết vào luôn Rồi á, tới cái phần chiên bánh rồi nè mấy chị Ý, Nó nở á, cũng giống quá nè mấy chị Có một ít bột á, mà chiên ra một dĩa luôn nè Ở bên đây á, thì em cũng sắt gan nè Với lại ruột gà sắp ra dĩa để chuẩn bị ăn nè chứ nó thơm á tới cái bụng á nó đánh trống hoài luôn á ờ? giờ á là cho bà thợ nấu á nêm nếm lại nè bả nêm xong á cái bà cười the thét khen ngon á cái tô cháo ngon á thì cái chén nước chấm á cũng đóng vai trò không nhỏ đâu nha mấy chị nhỏ em em á nó làm á cho một tô nước chấm mà ăn cũng hết trơn luôn á tới khúc này á thì mấy chị có thấy đói bụng chưa nè thấy em nấu cháo á có giống như á ngoài tiệm chưa mấy chị mèn đế ơi, á cái tô cháo á đầy ốc tóp bình á cho thêm á một ít hành nè với lại ngồi gai thêm á một ít hành phi mà không thể thiếu á là tiêu nha mấy chị nó thơm thơm á cay cay nó mới ngon xong rồi mấy chị ơi em bày ra mà một bàn đồ ăn luôn nè mấy chị mời mấy chị á cùng ăn cháo tối với hai chị em em nha để em ăn thử miếng huyết heo nha chấm vô á, cái chén nước chấm ừ uhm. Em nấu quyết á bắt bại nha mấy chị Nó giòn sừng sực á Mà không bị bọng luôn Mấy chị á có như em không Lúc mới nấu á thì nhìn thèm á Tới khi ăn thì á, ê, ê đồ ăn á Nhìn nó quái chè đậu Ăn không hết luôn á mấy chị Lòng á thì tươi rối Ăn nó giòn lắm mấy chị Lâu lâu á cả nhà họp mặt một bữa Làm nội cháo lòng á nóng hổi Ăn á là đúng bài luôn á mấy chị Món này quê em á, mấy chú bác ngồi lai rai á, mấy sĩ đế á, tâm sự tới khuya chưa hết mồi luôn đó mấy chị. nay mấy chị nấu món gì ăn á, kể em nghe với. Em á, là Úc Như, quê miền Tây, đang sống tại Hàn Quốc. Bye bye mấy chị nha.